Bài này mấy bạn học chưa? Như chưa đúng không? Rồi. Nay mình sẽ nói bài về bài là biến chứng của dạ dày, lát dạ dày tá tràng. Đúng rồi, như là cách ly toàn bộ tất cả các tỉnh miền Tây là áp dụng chỉ thị 16. Có bạn nào mà còn chưa áp dụng chỉ thị 16 ở nhà mình không? Nào cũng áp dụng hết anh ơi. Đâu cũng bị hết phải không? Có bạn nào ở miền Tây, miền Đông Nam Bộ không? Hay là toàn bộ lớp mình ở miền Tây thôi? Em ở Tây Ninh nè. Tây Ninh có không? Tây Ninh có không em? Dạ có. Hy vọng mọi chuyện đều ổn, mấy bạn trở lại học hành cho nó dễ hơn, chứ học online cái này anh thấy nó cái tính hiệu quả nó không có tốt bằng cái học trên giảng đường. Nên mấy bạn còn đi lâm sàng nữa, chỗ này là mấy bạn sẽ ra trường trễ, tại thực tập lâm sàng sẽ bị dồn dồn lịch lại, mấy bạn đi không kịp nữa. Rồi thôi mình vô bài đi nha. Uống miếng cà phê vợ pha cái đã. Rồi. Bắt đầu ha. Biến chứng của lát dạ dày tá tràng. Thì cái bài lát dạ dày tá tràng á, các bạn sẽ được học nhiều và sâu hơn ở trong cái chương trình của nội bệnh lý. Ở ngoại bệnh lý này tụi anh sẽ nói lại cái vấn đề lát dạ dày tá tràng, nhưng mà chủ yếu là các biến chứng liên quan tới ngoại khoa. Còn cơ chế như thế nào, rồi hình thành ra sao, điều trị lét dạ dày tá tràng bắt độ nào rồi đó, cái đó nó nằm ở nhiều ở bên cái phần nội. Hôm nay trao đổi với bạn bài này trước. Về biến chứng của lét dạ dày tá tràng thì đầu tiên đó là biến chứng xuất huyết tiêu hóa. Xuất huyết tiêu hóa cho lét dạ dày tá tràng thì chiếm 40 đến 50% các cái trường hợp chảy máu từ đường tiêu hóa trên. Thì các bạn cũng nên phân biệt là xuất huyết tiêu hóa trên và xuất huyết tiêu hóa dưới ha. Xuất huyết tiêu hóa trên thì người ta tính từ từ thực quản dạ dày tá tràng ruột non, còn xuất huyết tiêu hóa dưới là người ta tính từ đại tràng. Thì từ ruột non thì người ta tính tới cái khoang họp manh tràng, là cái chỗ đổ của non đổ vô cái đại tràng đó. Thì ngay từ chỗ đổ đó trở ngược lên thì là xuất huyết tiêu hóa trên, còn từ chỗ đổ đó ngược xuống thì xuất huyết tiêu hóa dưới. Thì đây là một cái trường hợp vừa cấp cứu nội và ngoại khoa kết hợp, có nghĩa là trong một số trường hợp mà nội khoa không thể giải quyết được thì phải can thiệp ngoại khoa, thì lúc đó tính tới chuyện là của tụi anh đó đang dạy mấy bạn đây. Thì xuất huyết tiêu hóa trên nó thường gặp ở bệnh nhân trên 50 tuổi, có tiền sử là viêm lết dạ dày tá tràng, hoặc là có chảy máu nhiều lần, là có sử dụng cái thuốc kháng viêm non-steroid hoặc là corticoid. Thì khi mà sử dụng thuốc kháng viêm non-steroid hoặc corticoid thì nó sẽ ức chế cái vấn đề là tạo thành các cái niêm mạc chết tiết nhầy. Thì khi mà ức chế cái việc đó nó sẽ làm giảm cái yếu tố bảo vệ của niêm mạc dạ dày. Chính vì vậy nó sẽ làm bệnh nhân dễ bị viêm lết dạ dày tá tràng hơn. Thì các bạn cũng nên biết một thêm một cái thuật ngữ nữa, đó là xuất huyết tiêu hóa trên thì do loét dạ dày tá tràng, và xuất huyết tiêu hóa trên không do loét dạ dày tá tràng. Thì do loét dạ dày tá tràng người ta phân một nhóm lớn, và nhóm còn lại là không do loét dạ dày tá tràng, hay là nhóm xuất huyết tiêu hóa không do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản. Nghĩa là mình còn một cái nhóm xuất huyết tiêu hóa trên do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản ở những bệnh nhân xơ gan, tăng áp lực tĩnh mạch cửa đó. Thì nước ngoài người ta phân hai nhóm lớn đó, là một nhóm là do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản và một nhóm là không do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, thì bao gồm xuất huyết tiêu hóa trên và các bệnh lý liên quan, ví dụ như có dị vạn dạng mạch máu, hoặc là có ngoài mạch máu, hoặc là do những cái vấn đề khác như quá trị xạ trị này nọ rất là nhiều ha. Thì về thương tổn chảy máu thì giai đoạn đầu á, thì có thể là nó sẽ bị loét cái niêm mạc, cái chỗ niêm mạc nó bị tổn thương và nó chảy máu, nó rỉ rả. Rồi từ từ cái ổ loét nó tiến dần nhiều hơn thì nó sẽ chảy máu ở cái bờ của ổ loét,
à, vị trí cái ổ lát của mình nó như cái chén vậy đó, thì xung quanh ổ lát nó sẽ đã là sơ chai hết rồi, ở giữa cái chén đó là sơ chai hết rồi, và xung quanh nó là những cái niêm mạc, nó giao điểm giữa giao tiếp chuyển tiếp giữa lớp niêm mạc bình thường và nó lớp niêm mạc sơ chai, nên những vị trí đó nó dễ chảy máu. Một cái trường hợp nữa là có thể nó chảy máu ở đáy của cái ổ lát hay đáy của cái chén đó. Khi mà lát dần dần vô thì nó sẽ mất cái tế bào, mất cái mô dùng đó, nó sẽ lộ ra những cái mạch máu nuôi của cái phần mô. Thì khi mạch máu nuôi nó lộ ra nó đâu có được bảo vệ đâu, do đó axit của dạ dày nó sẽ làm tổn thương cái mạch máu nó và nó chảy máu. Hoặc một trường hợp mà nặng nề hơn nữa là những cái vị trí ổ lát nó nằm ngay cái vị trí của các cái động mạch lớn như cái động mạch tá hay động mạch vị trái chẳng hạn, thì khi mà lát nó vô nó ổ lát nó sâu đến vị trí đó và nó gây thủng thì cái lượng chảy máu rất là dữ, mình đôi khi không thể cầm máu ở nội sôi được, phải mổ mới được. Về chẩn đoán thì rất là đơn giản, chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa thì không gì khó khăn hết. Nếu giai đoạn đầu bệnh nhân sẽ nôn ra máu, cái vô đầy bụng thì sẽ sao, chảy máu vô đầy bao tử thì lúc đó bệnh nhân sẽ có triệu chứng là nôn, ói ra máu, có thể ra máu đỏ tươi hoặc là ra máu bầm hoặc là ra máu đen, máu cũ tùy cái giai đoạn mà xuất huyết. Đi cầu thì đi cầu phân đen, máu chỉ cần ở trong đường ruột mình khoảng 6 tiếng đồng hồ, trên 6 tiếng đồng hồ thì phân nó đã có màu đen rồi. Thành ra đi cầu phân đen thì chứng tỏ máu nó đã ở trong ruột là 6 tiếng trở lên. Còn nếu mà đi cầu ra máu đỏ tươi thì sao? Máu đỏ tươi thì có nghĩa là nó đang chảy đó. Nếu đi cầu ra máu đỏ tươi là đang chảy đó. Cái hình anh đưa lên cho mấy bạn xem mình đi cầu ra máu đỏ tươi đó nha. Rồi triệu chứng toàn thân là triệu chứng của cái hội chứng mất máu cấp. Hội chứng mất máu cấp thì bao gồm gì? Bệnh nhân gì? Chóng mặt nè, ngất đúng không? Da xanh, niêm nhợt, vã mồ hôi, rồi mạch nhanh, huyết áp tụt, vân vân. Mới tùy mức độ mất máu mà cái mạch với huyết áp nó sẽ đáp ứng ha. Chẩn đoán thì cần phải tìm hiểu thêm cái bệnh nhân có các bệnh lý gì kèm theo hay không. Giả sử như vàng da, củ trướng, phù nề là do các bệnh gì? Bệnh của tim gan, sơ gan củ trướng nó có vàng da, nó gây rối loạn đông cầm máu nặng hơn, hoặc là bệnh nhân có gì? Có xuất huyết tiêu hóa, trên bệnh nhân có suy thận mạng đang chạy thận nhân tạo, lọc thận. Những cái bệnh nhân mà lọc thận chạy thận định kỳ đó, rất là dễ bị xuất huyết tiêu hóa, mà một khi xuất huyết tiêu hóa những bệnh nhân đó lại cực kỳ nặng. Thật ra là tại vì bản thân bệnh nhân có bị viêm dạ dày do tăng ure huyết cao, thì những cái trường hợp mà bệnh nhân chạy thận nhân tạo hoặc là suy thận mạng rồi đó thì cái hội chứng ure huyết cao nó sẽ làm cho cái niêm mạc dạ dày bị viêm liên tục, mà viêm là viêm toàn bộ dạ dày kiểu viêm xung huyết xuất huyết, thành ra rất là khó điều trị. Thêm nữa là mình thăm trực tràng mình sẽ thấy có phân đen hoặc là có máu trong trực tràng nha. Rồi tiền sử thì tiền sử có viêm lét, chảy máu hoặc là có sử dụng các cái thuốc anh nói đó, non steroid hoặc corticoid, hoặc thường gặp nhất thì có thể gì, aspirin nó cũng gây lét dạ dày tá tràng. Aspirin là do cái viên nó tan trong bao tử, nên nó uống mà nó tan nhanh trong bao tử quá, kèm theo cái tác dụng của nó là ức chế lên tổng hợp ra các cái prostaglandin, thì khi đó nó sẽ làm cho giảm cái mức độ bảo vệ của tế bào của bao tử, kèm theo nó cũng sẽ gây loét ở vị trí đó. Nên uống aspirin nó cũng gây loét bao tử. Nhưng thường người ta sẽ cho cái aspirin là nó tan chậm, nó sẽ tan ở trong tá tràng, nó sẽ tốt hơn là so với là tan trong bao tử. Về cận lâm sàng thì mình sẽ xét nghiệm như thiếu máu thì mình sẽ xét nghiệm công thức máu ở đây là số lượng hồng cầu, HCT, hematocrit, HB là hemoglobin, coi chất lượng của cái máu bệnh nhân có ổn không. Các xét nghiệm khác, ví dụ như máu thì mình truyền máu, chức năng gan, chức năng thận để coi là bệnh nhân có bị rối loạn chức năng gan, chức năng thận gì kèm theo không. Rồi bệnh nhân mất máu nhiều thì nó cũng sao, đã mất máu toàn phần thì bệnh nhân sẽ bị mất sao hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu và các yếu tố đông máu. Thì khi mất máu toàn phần như vậy thì bệnh nhân cũng giảm các yếu tố đông máu thì cũng gây ra rối loạn đông máu. Hoặc là bệnh nhân bị truyền máu nhiều lần thì trong cái chế phẩm máu mà mình truyền cho bệnh nhân có các chống đông, có các thuốc chống đông. Thành ra khi mình truyền máu cho bệnh nhân thì mình cũng truyền các cái chế phẩm máu thuốc chống đông vô trong cơ thể bệnh nhân thì bệnh nhân cũng bị sao rối loạn đông cầm máu, thành ra mình phải xét nghiệm để mình điều chỉnh lại.
Nếu bây giờ mình điều trị cũng ổn rồi mà rối loạn đông cầm máu cứ nó chảy hoài thì sao mình điều trị hết được, đúng không? Rồi chẩn đoán thì mình bắt buộc mình phải nội soi tiêu hóa để mình chẩn đoán và mình điều trị. Thì theo hiệp hội nội soi châu Á ở châu châu Âu, European Society of Gastrointestinal Endoscopy, thì năm 2021 người ta khuyến cáo là không nên soi khẩn hoặc là soi cấp cứu, bởi vì cái này nó không cải thiện cái tình trạng của bệnh nhân mà nó có nguy cơ làm tăng cái tình trạng nặng của bệnh nhân. Do đó cần tất cả bệnh nhân mà bị xuất huyết tiêu hóa cho dù nặng đến mấy cũng phải hồi sức, có nghĩa là gì, truyền dịch truyền máu, sử dụng thuốc vận mạch nếu cần thiết trước khi mình soi thì lúc đó mới ổn định, còn vô đang chảy ào đem đi soi là có thể bệnh nhân sẽ chết trên bàn soi luôn. Đây là cái mô tả trong nội soi. Thì nội soi người ta sẽ mô tả theo cái phân độ là Forest. Thì khi cái phân độ Forest này sẽ chia ra ba nhóm, là nhóm đang chảy máu, nhóm chảy máu gần đây và nhóm không chảy máu, sẽ phân độ những cái độ nhỏ trong cái nhóm này. Thì sẽ chia ra tổng cộng là sẽ ba độ, mà trong độ 1 sẽ chia làm hai là 2A và 1A 1B. Độ 2 thì chia là 2A 2B 2C và độ 3. Thì các bạn thấy miêu tả không? 1A là chảy thành phổi, nguy cơ chảy máu tái phát là 55 đến 90%. Người ta phân độ chạy Forest ở đây để mà người ta phân độ cái nguy cơ chảy máu tái phát. Đối với những bệnh nhân mà mình soi vô mình thấy cái ổ loét như vậy đó, thì nếu mà mình không can thiệp gì hết thì nguy cơ chảy máu tái phát là nhiêu đó đó. Còn mình có can thiệp thì nguy cơ chảy máu tái phát nó sẽ giảm đi tùy cái mức độ can thiệp của mình là cái phương pháp gì. Thì hiện tại chảy máu 1A là gì? Thành vòi. 1B là chảy máu rỉ rả, có nghĩa là mình không thấy nó phúng xịt 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 lên, mình thấy nó chảy như dòng chảy vậy đó, mình thấy nó có một cái dòng chảy. 2A là thấy cái nhú mạch máu, nghĩa là không thấy chảy máu nhưng mình thấy có nhú mạch máu. 2B là thấy có cục máu đông, mình thấy cục máu đông nó đọng ở trong đáy của ổ loét đó. 2C là các chấm màu khác nhau, có thể là do nó viêm rồi nó đang ổn định lại, nó có chấm màu đen như máu đông, nó có thể do cái giả mạc đóng ở đáy. Rồi 2C3 là không thấy chảy máu, không thấy được gì hết, ổ loét nó đang lành. Đây là mấy cái vị trí. Chảy máu thành vòi nè, các bạn thấy không? Chảy máu thành vòi thì bao nhiêu? F mấy? F1A. Chảy máu thành dòng thì F mấy? F1B. Rồi có nhú mạch máu, đây cái tròn tròn nhú nhú ra đây là nhú mạch máu, đây tròn tròn nhô ra đó, thấy không, đây là nhú mạch máu, thì là mấy? F2A. Tại nhú mạch máu thì sao, nó có nguy cơ nó bị loét tiếp, nó loét vô cái nhú này nó chảy máu tiếp, thành ra mặc dù mấy bạn thấy cái đáy này nó sạch, nó trắng, nó sạch, nó không có còn đỏ cũng không có mốc cục đóng, nhưng mà cái nguy cơ chảy máu nó sẽ cao hơn, tại vì nhú mạch máu lộ rồi, axit dạ dày nó sẽ có thể tấn công gây cho mạch máu nó bị vỡ ra, nó bị thủng cái thành mạch máu và nó chảy máu. Thành ra nhú mạch máu là nguy cơ chảy máu cao. Tới đây, đây là máu đen nè, máu cục nó đóng là ổ loét đây, đóng rất là nhiều. Đây là F2B. Rồi đấy nó có nhiều màu khác nhau, có màu trắng, màu đỏ này lùm lum hết. Thì này là F2C và cuối cùng là F3. Là thấy nó lành rồi ha. Thì này là thấy coi như là không còn chảy máu nữa. 2C và F3 là coi như nguy cơ chảy máu rất là thấp. Còn đây là hình ảnh nội soi thực tế tại bệnh viện. Các bạn thấy chảy thành dòng không? Đó, chảy thành dòng đây thì nó là F1B. Còn đây mấy bạn thấy cục máu đông. Nhưng mà rõ ràng đây không phải cục máu đông mà đây chính là cái nhú mạch máu đó. Tại vì nó đóng ở đây nè. Máu đông đóng đây nhưng mà nhú mạch máu đây nó còn rịn, nó chảy rịn dưới đây. Mấy bạn thấy đây là máu mới nè, chảy rịn đây. Nhưng đây là máu đông. Thì đây là F1, F2A có nhú mạch máu. Đây cũng F2A có nhú mạch máu, nguyên cái nhú tròn tròn là mạch máu đó. Mình bơm trôi cái đó là mình sẽ thấy mạch máu đó. Đây cũng vậy. Còn đây là cái vị trí clip mình đã kẹp kẹp cầm máu lại rồi. Về sốc mất máu thì người ta sẽ có phân độ mất máu dựa theo cái mức độ. Dựa theo mức độ là máu mất, cái lượng máu mất. Lượng máu mất ở đây thì người ta sẽ phân ra 4 độ là này mình đâu đo được đâu mấy bạn. Có nghĩa là khi mà bệnh nhân ói ra, giả sử giờ bệnh nhân khai tôi ói ra khoảng chừng lít máu đi, thì các bạn có nghĩ nó là đã chảy 1 lít không? Chắc chắn là không. Ói ra 1 lít nhưng mà chảy là nhiều hơn. Thứ nhất lượng chứa trong bao tử, thứ hai là nó đã đi một phần xuống ruột rồi. Thành ra người ta đâu có đo được. Thành ra đây chính là cái bảng này để mấy bạn đánh giá cái mức độ mà máu mất dựa theo cái gì, dựa theo lâm sàng của bệnh nhân. Cho nên là chủ yếu là lâm sàng của bệnh nhân đó. Nghĩa là nhịp tim nó tăng dần, nó tăng dần lên theo mức độ máu mất, và huyết áp cũng tăng dần, huyết áp giảm dần, xin lỗi, huyết áp giảm dần mà đôi khi tụt không đo được. Rồi thứ ba nữa là nhịp thở nó tăng dần lên, cuối cùng là rối loạn ý thức.
lòng tri giác. Thì mấy bạn lưu ý, cái này là một cái cơ chế của sốc mất máu là sốc giảm thể tích. Thì khi mà sốc giảm thể tích thì bệnh nhân sẽ bị thiếu hụt thể tích tuần hoàn, nghĩa là thiếu cái lượng dịch, lượng máu ở trong cái lòng mạch của mình, do đó huyết áp sẽ tụt. Mà khi huyết áp tụt thì đấy, bệnh cái cơ chế của cơ thể mình sẽ sao? Sẽ tăng mạch lên, mạch phải tăng nhanh lên, tim đập nhiều hơn để cố tình nó đưa các máu. Thì sẽ có hiện tượng co mạch ngoại biên, khi mất máu nhiều co mạch ngoại biên, tay chân nó sẽ bị co mạch lại, ở thận nó co mạch lại để dồn máu nuôi các cơ quan quan trọng. Thì co mạch ngoại biên để nó dồn máu về, thì khi đó mà tim nó phải đập, tim phải đập nhanh lên để đưa các lượng máu dồn về, nó bơm đến các cơ quan quan trọng đang thiếu mà. Thì khi đó nhịp tim nó sẽ tăng dần lên. Các bạn nhớ nhịp tim thì lúc nào nó cũng sẽ đi đo với huyết áp. Nhịp tim nó tăng thì huyết áp nó sẽ tăng lên. Mà huyết áp nó phụ thuộc vào cái gì? Phụ thuộc vào cái cung lượng tim. Có nghĩa là cái gì? Thể tích lòng mạch. Khi mà thể tích lượng dịch nhiều thì huyết áp nó mới đủ. Còn lượng huyết áp nó mới cao, còn lượng dịch đang yếu, đang thấp thì tim nó bơm nhiều để nó duy trì đủ cái mức độ huyết áp bình thường là đây. Mấy bạn thấy tim nó đập nhanh mà huyết áp nó lại bình thường. Nhưng đến giai đoạn cao hơn, sao nên mất nhiều hơn, tim đập lại nhanh hơn nữa mà huyết áp nó lại tụt. Thì khi mà tim đập và huyết áp nó giảm như vậy đó thì sẽ xảy ra hiện tượng gì? Hiện tượng là không đưa cái gì, không có máu để cho đủ để đưa đến các cơ quan. Mà khi máu đến các cơ quan thiếu thì sẽ thiếu nguy cơ gì? Nó sẽ thiếu hồng cầu. Đúng không? Mất máu là mất hồng cầu. Mà thiếu hồng cầu thì bệnh nhân sẽ sao? Không thể có những cái gì, xe chuyên chở oxy để đến nuôi các tế bào. Thành ra là sao? Các tế bào không có oxy để chuyển hóa. Mà khi không có oxy chuyển hóa thì nó sẽ chuyển hóa theo con đường gì? Con đường yếm khí. Mà khi chuyển hóa con đường yếm khí nó sẽ tạo ra nhiều axit lactic. Tạo ra nhiều axit lactic thì nó sẽ sao? Sẽ có nhiều ion H cộng trong máu. Mà ion H cộng trong máu là gây toan chuyển hóa. Mà khi toan chuyển hóa như vậy thì cơ thể mình phải bù trừ lại, không thể để cái pH tụt dưới 7 chấm mấy. 7.3, 7.4 được. Phải giảm xuống, phải nâng pH lên chứ, xin lỗi. Thì lúc đó bệnh cơ thể mình sẽ vận động, mình sẽ lấy HCO3 trừ mình trung hòa với ion H cộng trong máu. Và khi HCO3 trừ cộng H cộng nó sẽ ra cái gì? H2O và CO2. Thì H2O nước thì trong máu rồi, dừng CO2 đi đâu? CO2 sẽ qua phổi và thải ra ngoài. Như vậy là bệnh nhân có tình trạng toàn chuyển hóa là bệnh nhân sẽ có tình trạng sao? Ứ động CO2 rất là nhiều. Do đó là bệnh nhân phải thở nhanh lên, nhịp thở nó sẽ tăng lên. Tăng lên thở nhiều hơn để đẩy CO2 ra, hít sơ oxy vô, mà chủ yếu là đẩy ra nhiều hơn. Thành ra thở là thở nhanh nông, hít vô là thở liền, hít vô là thở liền. Thành ra bệnh nhân thở nhanh nông, số tăng dần. Và khi mà mất máu nhiều hơn nữa thì sao? Bắt đầu lo âu, kích thích, cuối cùng là lú lẫn, hôn mê, thiếu máu nuôi não, thiếu oxy não. Mấy bạn cũng phải quan tâm tới một thang điểm, là thang điểm bốc con. Cái này về mấy bạn nghiên cứu. Cái thang điểm này tính giá nguy cơ tử vong và chảy máu tái phát. Điều trị thì chắc chắn tất cả trường hợp xuất huyết tiêu hóa trên đều phải hồi sức. Phải đặt ống sông dạ dày để theo dõi và kiểm tra. Rồi bơm rửa sông dạ dày, bơm rửa dạ dày cho sạch. Mình mới soi dạ dày được, mình mới thấy được tổn thương. Và cuối cùng là truyền máu khi có chỉ định, đặt ống thử theo dõi. Thuốc thì mình điều trị là gì? Thuốc ức chế bơm nội tâm, duy trì pH của dạ dày lớn hơn 6. Tại vì khi mà bệnh nhân bị lét dạ dày tá tràng thì cái dạ dày của bệnh nhân thì cái mức độ pH của dạ dày mình lúc nào cũng toan cả, nghĩa là axit rất là dữ, thường từ 3 đến 4. Nên khi mà mình phải sử dụng ức chế bơm nội tâm để mình giảm cái lượng axit của dạ dày lại, thì khi pH dạ dày lớn hơn 6 thì nó sẽ giúp cái ổn định cục máu đông và tăng chất tập tiểu cầu. Liều tĩnh mạch folate omeprazole 80mg, sau đó mình sẽ truyền tĩnh mạch liên tục, và cuối cùng là duy trì bằng cái thuốc đường tiêm tĩnh mạch. Các bạn đợi anh tí nha, có điện thoại trong khoa.
Mấy bạn đợi anh tí nha, anh có giải quyết cái công việc tí. À, alo anh Công hả? Rồi, xin lỗi mấy bạn nha. Tốn hết 50 phút đó mấy bạn. Giờ mấy bạn out ra vô lại đi. Tại vì cũng hết thời gian một cái buổi rồi. Bạn cẩn thận nha. Nãy nói tới đâu rồi? À, điều trị thuốc ức chế bơm đồ tông rồi đúng không? Thì sau khi điều trị thuốc ức chế bơm đồ tông rồi thì bắt buộc phải nội soi cầm máu. Thì nội soi cầm máu nãy anh nói với bạn là vừa chích cầm vừa vừa để chẩn đoán vừa để điều trị. Thì nội soi cầm máu thì có nhiều phương pháp, thì thường người ta áp dụng là phương pháp chích cầm máu và adrenaline pha loãng 1/10.000, hoặc là mình kẹp clip cầm máu, hoặc là mình đốt điện. À, đây là kẹp clip cầm máu nè. Đó, đây là chảy máu, mình thấy vị trí chảy không, sau khi chích adrenaline vô mấy bạn thấy trắng hết trơn à.
Là do adrenaline nó có tác dụng con co mạch, đó mạch máu ở vùng đó nó sẽ trắng hết. Và chỗ này nó sẽ sao? Nó sẽ ổ lét, chỗ này nó sẽ lét ra. Lét đây và cuối cùng là gì? Chích lên thì nó sẽ sao? Nó chèn ép cái vùng này, thành ra một tác dụng là adrenaline gây co mạch, tác dụng thứ hai nó sẽ gây chèn ép lại cái mạch máu vùng đó, giảm chảy máu. Nhưng mà chích adrenaline người ta nghiên cứu thì tỷ lệ chảy máu tái phát rất là cao, thành ra bây giờ người ta thường áp dụng là chích xong cho bớt chảy, mình thấy được ổ lát mình sẽ dùng clip để mình kẹp cầm máu lại. Còn đây là một cái trường hợp cầm máu khó cho bệnh nhân nằm ở hồi sức tích cực chống độc, bệnh nhân có xuất huyết tiêu hóa, trên bệnh nền là có suy thận mạng, có những rất là nhiều cái vị trí. Đây là vị trí là anh đã kẹp clip rồi ha. Đây là vị trí là ổ lát rất là to, mình phải đốt cầm máu, đây đốt đen chỗ này hết trơn, thấy không? Rồi bên đây là gì? Đây cũng đốt đen, đây cũng ổ lát nè. Vừa kết hợp rất là nhiều phương pháp thì mới cầm máu được cho bệnh nhân. Còn đây là cho các bạn coi một cái clip cái F1A. Thấy mạch máu nó đang chảy không? Thấy mạch máu đang chảy, nó phúng thành dòi, thành tia ra ngoài. Đó là F1A đó, nó phúng thành tia vậy đó. Thì không có cách nào mình có thể điều trị nổi đó. Do sao? Do giống như cái bình không đáy vậy đó. Ở trên mình truyền máu nhiều, ở dưới nó chảy ra ngoài hết nhiều. Thế ra bắt buộc phải cầm máu. Chỉ định phẫu thuật khi nào? Chỉ định phẫu thuật khi có thất bại với nội soi, có nghĩa là điều trị nội soi không thành công, kẹp cầm máu không được, ở huyết động học không ổn định, khi mà truyền máu vô nhưng mà huyết áp mình không lên, bắt buộc phải mổ, mổ sớm tốt. Rồi, chảy máu tái phát sau can thiệp nội soi lần đầu thành công không thành công, có nghĩa là lần đầu thành công rồi mà chảy máu lại, khả năng mình phải mổ cao hơn, hoặc là chảy máu từ các động mạch lớn, nha. Rồi phẫu thuật thì đơn giản thôi, mình sẽ phải khâu cầm máu, mở cái mạch máu, mở dạ dày ra. Dạ dày nó chảy bên trong, nó chảy trong này nè. Mình phải mở bung dạ dày ra thì mình mới thấy được vị trí chảy, lúc đó mình sẽ khâu cầm máu lại. Như vậy để làm sao để mình biết được cái vị trí nào mình chảy máu thì bắt buộc mình cũng phải nội soi. Nếu là nội soi vô mình thấy nó chảy máu thì mình nghi ngờ chảy chỗ nào đó, mình đánh dấu, mình xác định vị trí nội soi, bác sĩ nội soi sẽ xác định vị trí, phẫu thuật viên mình sẽ vô mở đúng cái vị trí đó ra để mình tìm ổ chảy máu. Nhưng mà không phải lúc nào nó cũng cuộc đời như mơ đâu nha. Nhiều khi nó chảy đâu xung quanh đó, hoặc là bác sĩ nội soi người ta xác định sai vị trí, do máu nó nhiều quá không thấy đường được, vô máu đại hết trơn sao thấy đường được. Thì đó. Rồi thường nếu mà ổ lét nó gây hẹp mô vị, nó nằm gần ổ mô vị thì khi mình khâu mình phải mở rộng độ mô vị và mình cắt thêm thần kinh 10. Cắt thần kinh 10 ở đây để làm giảm tiết axit dạ dày, tránh trường hợp lét tái phát. Hầu như giờ ít ai xài cái phương pháp này lắm. Nếu mà chảy máu nặng quá không thể nào mà khâu được, nghĩa là khâu không có chảy được, tại vì nó chảy vô lát mạch máu lớn mình khâu không cầm máu được, thì lúc đó mình phải cắt cái phần dạ dày. Một biến chứng khác của viêm lát dạ dày tá tràng đó là thủng dạ dày tá tràng, nghĩa là ổ lát bắt đầu nó sâu xuống, nó đụng vô mạch máu để gây chảy máu. Rồi sau đó nó sao? Sau khi chảy máu rồi có thể ổn thì nó lành rồi, nó lại tiếp tục lát nữa, nó sẽ gây thủng ra ngoài. Thì đây là một cái trường hợp cấp cứu ngoại khoa thường gặp, triệu chứng là thường là điển hình. Rất là điển hình, chẩn đoán thủng dạ dày tá tràng rất là dễ, hầu như là chẩn đoán chính xác. Thường gặp ở nam giới nhiều hơn thì người ta không lý giải được, đôi khi người ta nghĩ là do nam giới mình hút thuốc nhậu nhẹt nhiều thì nguy cơ lét dạ dày tá tràng cao hơn. Thứ hai nữa là mấy bạn đi khám bệnh, mấy bạn sẽ để ý nam sàng nhiều, bạn sẽ để ý cái này là chỉ là chủ quan thôi, mình nhìn nhận chủ quan thôi, là có nghĩa là mình sẽ thấy các cái bệnh nhân, thường bệnh nhân nam họ ít khi nào chú ý tới sức khỏe hơn là bệnh nhân nữ. Nữ thì thường là gặp chút là sợ, thành ra đi khám bệnh mấy ông nào ngồi từ không gì hết, chút đi qua gì đâu, 2-3 bữa hết gì đâu, đi khám bệnh làm gì. Thường mấy bệnh nhân nam là thường vô viện với triệu chứng là trễ, còn nữ người ta mới bị chút xíu vô khám rồi. Mà thường là xảy ra vào mùa lạnh, thì mùa lạnh thì có hiện tượng co mạch. Thành ra khi mà co mạch máu vậy, cái ổ lát nó đang bị thiếu máu nuôi, mà lại co mạch máu nữa, thành ra cái ổ lát là càng thiếu máu nuôi hơn, thành ra là lại dễ thủng hơn. Ha. Có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, mà thường nhất là sau khi ăn, do dạ dày nó căng, nó bị ổ lát nó bị mỏng đi, dễ thủng. Cái vị trí lỗ thủng thì thường là nhỏ, thường nhất là một lỗ thôi, cũng lỗ một, các bạn thấy không? Đây con lỗ một, ít khi nào mà hai hoặc nhiều lỗ. Để thủng lỗ là bệnh nhân đủ mệt rồi, ít khi nào có thủng lượt. Ổn lỗ này xong, mình không điều trị ổn cái mình khâu lại xong điều trị, cái bệnh nhân không ấy, sau thời gian bệnh nhân không điều trị liên tục,
quay qua bệnh nhân thủng lỗ kế bên, thủng lỗ tiếp tục này nọ, thì nó mới thủng hai ba lỗ, và ít khi nào gặp thủng hai lỗ trở lên. Nhưng mà anh đã gặp một trường hợp rồi, cũng may mắn hôm trước anh dạy lớp kia cũng nói, nghĩa là thủng ở đây còn một lỗ thủng ở phần ông nhỏ nữa. Khi mình rửa bụng mình cứ thấy dịch nó dơ ra hoài thì mình kiểm tra lại mà không nhỏ còn lỗ thủng nữa. Nên đó cũng là gọi là tổ độ. Rồi mặt trước thường là thủng mặt trước nhiều hơn, ở hành tá tràng nhiều hơn. Vị trí hành tá tràng và tiền môn vị hay là hai vị trí lỗ thủng thường gặp nhất do lát dạ dày tá tràng. Bởi vì hai vị trí này là hai vị trí có nồng độ axit dịch vị cao nhất ha. Chờ một chút nha. Rồi đây các bạn thấy lỗ thủng, đây là vị trí lỗ thủng của tiền môn vị. Chỗ này là lỡ khâu rồi, hôm trước lỡ khâu rồi à, khâu vô cái mình anh mới nhớ trực là phải chụp hình cho mấy em coi là lỡ khâu mũi rồi, giờ chụp cái phần còn lại của lát à. À. Chuyển tiến thì thường là qua ba giai đoạn. Giai đoạn đầu của thủng dạ dày tá tràng là dịch dạ dày tá tràng nó ra. Dịch dạ dày tá tràng ra có mang tính axit rất là nhiều. Thành ra khi mà dịch dạ dày tá tràng nó ra như vậy đó, thì bệnh nhân giai đoạn đầu lá phúc mạc sẽ bị kích ứng là do cái axit của dạ dày, gọi là viêm phúc mạc chứa quá chất. Đến giai đoạn sau 6 tới 12 giờ tiếp theo đó, thì bắt đầu là lá phúc mạc bắt đầu tiết dịch nhiều hơn. Khi mà lá phúc mạc viêm tiết dịch nhiều hơn, không rồi anh dạy mấy bạn bài viêm phúc mạc thì tiết dịch nhiều hơn, thì dịch đó nó sẽ giúp trung hòa cái tính axit của cái dịch dạ dày nó tiết ra, do đó bệnh nhân sẽ giảm cái kích thích đau và axit, nhưng mà vẫn còn ra bụng nó có giảm đau chút ít mà vẫn còn còn cứng so với lúc đầu là gì, cũng như gỗ vì đừng kém thì nhịp thở không dám thở. Mà đến sau 12 giờ thì cái thời điểm này là cái thời điểm sau cái dịch trong dạ dày và tá tràng nó đổ ra ngoài có vi khuẩn trong đó, thì sau 12 giờ mới là cái thời điểm của cái vi khuẩn nó sinh sôi nảy nở đủ để nó gây viêm phúc mạc do vi khuẩn. Lúc này đau sẽ gì, đau sẽ tăng lên do hiện tượng viêm bắt đầu nó tăng lên lại do cái tình trạng viêm nhiễm trùng, viêm do nhiễm trùng nó tăng lên là do viêm của nhiễm trùng, do đó là bụng sẽ gì, sướng sẽ chướng lên. Do tới 12 giờ rồi phúc mạc nó bị viêm, lá phúc mạc tạng, lá phúc mạc thành nó bị viêm hết rồi, thành ra nó sẽ gây liệt ruột, lúc đó bụng sẽ chướng lên, bệnh nhân sẽ co cứng thành bụng, bụng cũng đau, bụng cứng như gỗ này nọ, đủ hết, đủ các triệu chứng giống như giai đoạn, thành ra nó sẽ giống như cái đồ thị hình sin đó. Nhưng mà nó chỉ giảm một mức độ vừa phải chứ không phải là giảm hết. Gỗ mất dùng được trước gan thì giai đoạn đầu nó xì hơi ra ngoài, có thể mình khám nó khó khăn thôi. Nhưng mà càng về sau thì cái lượng hơi trong cái tạng của mình nó đổ ra ngoài ở bụng nó nhiều hơn. Thì lúc đó là hơi nó rõ hơn và lúc đó mình sẽ gỗ mất dùng được trước gan điển hình hơn. Rồi triệu chứng cơ năng thì giống như nói với bạn, nó đau đột ngột và dữ dội. Do lỗ thủng dạ dày nó đâu diễn tiến từ từ, thành ra nó cũng cái bực. Đôi khi bệnh nhân sẽ khai mình đang đau ngầm cái nghe cái bực cái đau biến người trên đó. Một số sách sẽ miêu tả giống như là đau như dao đâm, ai đâm cái dao mình vô nghe phập trong bụng như đó, cũng giống như vậy. Nhưng mà các bạn có bị dao đâm lần nào không? Đâu có bị dao đâm đâu biết đau như dao đâm đau làm sao, nên người ta miêu tả làm sao biết được đau gì là đúng hay sai, đúng không? Rồi nôn ói thì ít gặp. Hôm rồi anh có nói với bạn cái triệu chứng nôn ói này là do sự căng giãn của các tạng, trong khi đó viêm phúc mạc là do cái hiện tượng viêm của lá phúc mạc, do axit dạ dày hoặc là do vi khuẩn. Các tạng nó sao, nó ít khi nó bị căng giãn, thành ra ít khi nó mỏi, chủ yếu là đau là nhiều. Vi trung đại tiện giai đoạn trễ hôm nãy nói rồi đó, nó do bụng chướng giai đoạn trễ. Bệnh nhân có viêm thì sẽ sốt, bắt đầu sốt dần lên, cuối cùng là bệnh nhân sẽ sốc nhiễm trùng nhiễm độc tử vong chiếm 30% nếu mà không điều trị. Tỷ lệ biến chứng thực thể, triệu chứng thực thể thì mình sẽ thấy bụng đau, gồng cứng như gỗ, ít di động theo nhịp thở, gỗ mất vùng đục trước gan, tiếng kêu đu la. Các cái yếu tố tiền sử liên quan, ví dụ như bệnh nhân có lát dạ dày tá tràng, bệnh nhân có tiền sử có bị thủng trước đó rồi, thủng lại.
Như cái cam nãy anh chỉ với các bạn đó là cam thủng lần 2 đó nha. Về cận lâm sàng thì X-quang, cận lâm sàng thì X-quang có liềm hơi dưới cơ hoành. Có hơi tự do nó sẽ có liềm hơi dưới cơ hoành. Siêu âm thì mình sẽ đánh giá được ít tự do ổ bụng và có hình ảnh rèm hơi. Hơi nó sẽ là sao? Hơi nó sẽ là cái kẻ thù của siêu âm. Thành ra ổ bụng mà có hơi là cái sóng siêu âm nó sẽ không có đi qua được các tạng ở phía dưới. Nó không có truyền tải được hết. Thành ra mình sẽ thấy giống như cái rèm nó có lớp, có nếp gì. Nó che lại cái các tạng bên dưới, nó không có phản xạ cái sóng siêu âm lại được. Chuyện đó phân biệt với lại viêm tụy cấp, viêm túi mật cấp. Và có thể trường hợp là virus thừa luôn, virus thừa mà nó vô cái phúc mạc toàn thể thì nó cũng bụng gồng cứng, cũng đau, cũng chướng như vậy. Giai đoạn đầu cũng đau ở thượng vị, sau đó mới khu trú hỗn chậu phải, triệu chứng nó cũng giống như vậy, nên người ta mới chẩn đoán phân biệt cái virus thừa. Cận lâm sàng thì đối với một số trường hợp mà quá khó không thể nào thấy được hơi hoặc kém nó không gọi điển hình thì mình sẽ vận dụng tới là CT scan. CT scan nó sẽ có rất là nhạy và hơi tự do, đặc biệt trong những trường hợp khó và giúp mình chẩn đoán phân biệt những các trường hợp khác nữa. Do đó cái CT scan nó sẽ được áp dụng trong một số trường hợp khó. Lâm sàng và cận lâm sàng nó không phù hợp với nhau thì ta mới tính tới chuyện CT scan. Chứ thường không như vậy chụp cho là sẽ thấy. Chẩn đoán thì có tiêu chuẩn, 5 tiêu chuẩn. Đau đột ngột dữ dội thượng vị, gõ mắt vùng được trước gan, co cứng thành bụng hoặc bụng gồng cứng như gỗ. X-quang thì có liềm hơi dưới cơ hoành và tiền sử có viêm loét dạ dày tá tràng. Thì trong đó đó có ba cái tiêu chuẩn ở giữa nè. Gõ mắt vùng đục, co cứng thành bụng, bụng gồng cứng như gỗ. X-quang có liềm hơi dưới cơ hoành là ba cái triệu chứng này, ba cái tiêu chuẩn này nó có giá trị quyết định. Gõ mắt vùng đục trước gan chứng tỏ có gì? Có hơi, có một cái lớp hơi nằm ở phía trước gan. Bụng gồng cứng, co cứng thành bụng là sao? Bệnh nhân có viêm phúc mạc rồi. X-quang có liềm hơi là có hơi, mà ổ bụng mình có hơi là chứng tỏ là anh thủng rồi. Giờ không cần biết thủng như vậy tá tràng gì, chắc chắn là thủng tạng rỗng, đúng không? Thủng tạng rỗng mới có hơi là có chỉ định mổ rồi. Điều trị lúc nào cũng vậy, phải hồi sức trước mổ, nghĩa là truyền dịch, truyền đạ, nước, truyền dịch, truyền nước, kháng sinh, nâng huyết áp nếu bệnh nhân có suy thận, suy gan rồi đó, nâng huyết áp, có sốc nhiễm trùng nào mình phải nâng huyết áp trước, rồi xài kháng sinh càng sớm càng tốt cho bệnh nhân, và cuối cùng là chỉ định phẫu thuật sớm ngay lập tức khi mà tình trạng hồi sức ổn. Thì khâu lỗ thủng, đối với lỗ thủng ở lỗ lét như vậy, ổ lét tá tràng thì mình chỉ cần khâu phẫu thuật nội soi hoặc là mổ hở, tùy trung tâm, tùy trình độ và tùy mức độ lỗ thủng mình quyết định ha. Thì mình chỉ cần khâu thần kinh đơn thuần thôi, khâu lỗ thủng đơn thuần, tá tràng nằm đây nè, mình khâu đơn thuần mà thôi, hoặc mình có thể cắt thần kinh 10 siêu chọn lọc, hoặc là cắt thần kinh 10 hoặc tạo hình bông vị. Thì thường không, hai cái ở dưới ít bây giờ không còn làm, chỉ khâu đơn thuần là hết, nhiều đủ rồi, và mình điều trị bằng cái thuốc kháng ức chế bơm đồ tâm. Bởi vì khi mình cắt thần kinh 10 nó sẽ có nhiều cái biến chứng xảy ra sau khi mổ cho bệnh nhân đó. nó không có sinh lý, trong khi đó mình chỉ cần điều trị thuốc nó lét nó lành thì nó sẽ không tái phát nữa. Đối với thủng dạ dày thì nguy cơ lét dạ dày tái tràng nó sẽ chuyển sang ung thư, thành ra bắt buộc mình phải khâu thì mình phải sinh thiết cái ổ thủng đó. Nãy tái tràng không có sinh thiết các bạn thấy không, mà dạ dày là phải sinh thiết, nghe mình cắt lọc cái mép của lỗ thủng để lấy cái mô đó mình đi sinh thiết thì mình khâu lại, hoặc là lỗ thủng dạ dày nó lét sơ chai xung quanh nhiều quá thì mình phải cắt hết cái mô sơ chai đó, mình đến cái mô lành thì mình khâu nó mới lành. Còn mô sơ chai bản chất của nó là gì? Mô sơ chai thiếu mạch máu nuôi, nên khi mình khâu lại nó cũng thiếu máu nuôi, cho nên đôi khi khâu không lành, bắt buộc mình phải cắt xung quanh cái mô đó cho đến khi nào mình thấy máu nó chảy ra, hoặc là sao mình thấy cái mô nó mềm mại thì mình phải khâu. Do đó đôi khi cái lỗ nhỏ xíu rồi đó vô cắt hồ ra, thành ra quá trời to, cuối cùng chỉ mô hở mới khâu được. Hoặc trường hợp này lát to quá, không thể nào khâu, đánh giá khâu không thể nào được, và nguy cơ nó xì cao thì người ta phải cắt bán phần dạ dày luôn. Điều trị không mổ, nói với bạn biết, nhưng mà không ai làm hết nha. Ngày xưa có làm, giờ hết rồi, không ai làm hết. Thì sao? Ít ủng hộ, tỷ lệ thất bại cao. Cách thức thực hiện là gì? Đặt một cái sông dạ dày cho đến tá tràng luôn. Rồi xong bắt đầu mình hút liên tục, cho kháng sinh, ức chế tiết, bù dịch, nuôi an tĩnh mạch, nhưng tỷ lệ thất bại cao và bệnh nhân tử vong, nguy cơ tử vong rất là cao. Thành ra hầu như là không ai xài, chứ bây giờ không còn điều trị nổi nữa nhé. Rồi điều trị sau mổ thì sử dụng kháng sinh, dinh dưỡng, tại vì bệnh nhân mổ không dạ dày mình phải cho bệnh nhân ăn uống giảm ăn uống lại, uống súp sữa, ăn cháo thì từ từ mới ăn.
Thành ra giai đoạn đầu dinh dưỡng bệnh nhân sẽ bị kém và mất dinh dưỡng, mình phải bù dinh dưỡng cho bệnh nhân qua cái đường tĩnh mạch. Giảm tiết axit là đương nhiên rồi, cho thủng dạ dày tá tràng thì mình phải tiếp tục điều trị tắc dạ dày tá tràng, và đầu quan trọng nhất là tiệt trừ HB. Thì một số cái phác đồ ở châu Âu thì họ vô mẫu xong là họ tiệt trừ HB liền, không cần biết phải, không cần phải có bằng chứng của nhiễm HB. À, thì họ tiệt trừ HB xong theo đúng phác đồ HB xong, sau khi bệnh nhân ổn hết rồi quay lại tìm tái khám để tìm coi mình còn HB hết, nếu còn diệt tiếp nó thì thôi. À, rồi một biến chứng thường xảy ra nữa mà bây giờ nó không thủng thì sao, nó hẹp sơ chai lâu ngày sẽ gây hẹp mô vị, là hẹp cái đường thoát của dạ dày. Cái lỗ mô vị là cái chỗ nối giữa dạ dày tá tràng, thì ngay vị trí đó nó có cơ thắt mô vị, thì nó có cơ thắt mô vị nó sẽ giúp cho dạ dày nó đưa thức ăn qua từng đợt xuống tá tràng, chứ nó không đi một cách ồ ạt. Để nó, mục tiêu của nó là nó để nó giữ cái thức ăn ở lại tá tràng càng lâu càng tốt, để cái dạ dày nó sao nó bóp, nó nhu động, nó bóp nghiền nát thức ăn, và nó, cái axit dịch vị nó sẽ làm tan các cái chất rắn chất cứng trong thức ăn để đi xuống ruột, nó sẽ dễ được hấp thu hơn. Do đó cái bài hẹp mô vị này thường ở nước ngoài, các cái sách nước ngoài họ sẽ đi chung với một cái bài gọi là cái bài là hội chứng tắc đường thoát của dạ dày, gastric outlet obstruction. Thì mấy bạn thấy trên hình này, này là dạ dày, cái hình chấm chấm là dạ dày ở tư thế bình thường là chấm đó. Bây giờ dạ dày nó bị tắc, thành ra nó phải giãn ra. Distended stomach nó sẽ phải giãn ra, thường nó sẽ giãn ở vùng mô vị, giãn mô vị hang vị rất là nhiều, giãn rộng xuống xệ xuống vậy. Thì cái bệnh này á, thì do loét dạ dày mạng tính, nghĩa là viêm loét mạng tính ở ngay ở vị trí lỗ mô vị, nó gây biến dạng và hẹp lỗ mô vị. Thì khi đó thức ăn nó không qua được sẽ ứ động lại đó, nó gây giãn dạ dày ở kéo dài. Đối với lại một số trường hợp khác là viêm loét dạ dày kéo dài như vậy, nó sẽ có nguy cơ chuyển sang ca dạ dày, lỗ thư dạ dày. Thành ra mình phải chẩn đoán cho chính xác cái vị trí này, tại vì cái hai phương pháp phẫu thuật khác nhau hoàn toàn. Ca dạ dày mổ khác, mà mình hẹp mô vị thì mình mổ khác, hẹp mô vị lành tính mình sẽ mổ khác. Thường là đến giờ ở giai đoạn muộn thì rất là dễ chẩn đoán. Nên lúc nào bệnh nào mà ở giai đoạn muộn, các bạn cũng biết nó đủ triệu chứng hết trơn rồi, đâu thiếu gì đâu mà không chẩn đoán ra, đúng không? Thì nguyên nhân ở giai đoạn cấp tính á, thì do cái dùng cái hang mô vị nó viêm, nó phù nề, mà khi viêm phù nề nó sưng lên vậy đó, nó sao nó sẽ gây hẹp, hẹp lại nó phù nề, nó che lại cái lỗ mô vị ra thức ăn nó qua khó. Thì mình chỉ cần sao điều trị hết giai đoạn mạng cấp tính, mình điều trị viêm lấy dạ dày tá tràng ổn định, thì cái lỗ mô vị nó lại sao nó trở về cái trạng thái bình thường, lúc đó nó rộng rãi, thức ăn nó qua được. Còn đối với giai đoạn viêm mạng tính, viêm tới viêm lui nhiều lần và liên tục thời gian lâu, thì nó sẽ tạo thành cái sẹo sơ chai. Khi cái sẹo sơ chai nó sẽ làm cho biến dạng cái lỗ mô vị, hoặc là nó hẹp một phần, hoặc là dần dần nó sẽ tắc dần cái lỗ mô vị, và lúc đó thức ăn không qua được thì mình phải cần can thiệp ngoại khoa. Về sinh lý bệnh thì ở giai đoạn đầu là dạ dày nó còn có bóp tốt, thì nó sẽ tăng cái trương lực dạ dày lên, do nó căng mà nó ứ động là nó căng lên, sẽ nôn ói sớm, ăn vô nặng bụng ói liền, ăn vô nặng bụng ói liền. Nhưng mà tới giai đoạn sau nó giãn lâu quá, nó giãn dài quá thì nó sẽ bị sao, nó giãn luôn, nó không có co lại, cái cơ của dạ dày nó không còn trương lực, cho nên nó sẽ không co bóp lại được nữa, nó không có giữ cho dạ dày ở cái thành dạ dày nó không cần cứng nữa mà nó nhão rồi đó, tôi gọi mất trương lực mà nó nhão rồi đó. Thì lúc đó sao dạ dày nó phải chứa, nó sẽ chứa đựng được nhiều hơn, và khi chứa nhiều như vậy đến mức độ nó chứa hết nổi thì nó mới nôn ra. Thành ra nó sẽ có triệu chứng là nôn nhiều giờ sau ăn. Mà khi nào nôn ói nhiều vậy thì sao, không hấp thu được mà lại còn mất nữa, thành ra nó sẽ làm cho mất nước điện giải, rối loạn nước điện giải. Kiềm chuyển hóa là do mình nôn ói, HCL trong dịch vị nó đi ra nhiều, lúc đó mình sẽ bị mất cái ion H cộng, mất cái ion H cộng nhiều thì trong máu nó sẽ gì, ion HCl3 trừ nhiều hơn, nó sẽ gây kiềm chuyển hóa ha. Rồi ăn uống không được, hấp thu không được thì sẽ bị sao, bị suy dinh dưỡng ha. Rồi giảm thể tích tuần hoàn, suy thận, thiếu máu, đó là các cái biến chứng kèm theo. Cơn ăn thì bệnh nhân sẽ sao ăn đau bụng, đau quặn bụng từng cơn ha, mà thường là nôn xong hết đau, tại vì hết căng dạ dày, hết căng thì bệnh nhân hết đau. Đôi khi khó chịu quá là phải sao móc họng để nôn, nghĩa là cố tình phải cho mình nôn ra nó mới đỡ được, chứ nó nặng bụng không nổi ha. Thực thể thì khi mà dạ dày nó còn trương lực á, thì sao nó sẽ co bóp để nó cố gắng nó tống thức ăn đi xuống lỗ mô vị, thành ra mình sẽ thấy được cái sóng nhu động.
Còn khi mà mình thấy được sóng dao động nó thì mình lấy tay mình sờ lên trên cái vị trí ở thượng vị, mình sẽ thấy sao? Dạ dày nó co, nó gò lên, nó cuộn cuộn dưới tay của mình, thì đó ta gọi là dấu hiệu Bouverie. Và tới những bụng lõm lồng thiền thì sao? Bụng lõm lồng thiền thì bệnh nhân do cái bao tử bệnh nhân nó chướng lên, nó chứa thức ăn, nhưng mà phía dưới ruột thì nó lại không có. Thành ra ruột non và đại tràng của bệnh nhân sẽ sao? Sẽ xẹp, nó sẽ ở phía trên đây là căng nè, to lên, nó bự lên, nhưng mà ở phía dưới rốn, quanh rốn và đi dưới rốn thì sao? Nó xẹp, cũng xẹp, nó sẽ lõm xuống giống như cái chiếc thuyền, người ta gọi là lõm lồng thuyền. Rồi lắc ốc lắc buổi sáng thì các bạn tưởng tượng như dạ dày mình giống như bình nước vậy đó. À, ăn uống xong tối ngủ thì sáng sao cái bình nước nó sẽ chứa nước và ở phía trên một phần không khí. À, khi mình cầm lắc và lắc lại học 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 ở trong cái chai đó thì dạ dày mình cũng sẽ cho ra triệu chứng như vậy, nhưng phải để ống nghe lên trên, để ống nghe lên trên cái phần dạ dày. Mình cầm hai ngón cái mình sẽ cầm ống nghe, phần còn lại của bàn tay mình sẽ ôm vào cái hông của bệnh nhân, mình lắc lắc nguyên người bệnh nhân đi theo, lắc nguyên người bệnh nhân theo sẽ cho cái dấu hiệu là lắc ốc ếch vào buổi sáng. Toàn thân thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng gì? Gầy ốm, do suy dinh dưỡng này ha, da khô, nếp kéo da, mất chậm, mất trũng, tiểu ít, táo bón, do thiếu nước ha, hút dịch thì được nhiều dịch ứ đọng. X-quang các bạn thấy không? Đây là thuốc nó ứ đọng. Hình ảnh tuyết rơi nghĩa là do thuốc mình uống vô, mình sẽ thấy thuốc nó len lỏi trong các cái thức ăn cũ ở trong dạ dày. Thành ra giống như là hình ảnh tuyết rơi xuống vậy đó. Do là thuốc nó thấm không có đều, ra đây miếng thuốc là cái thức ăn, miếng thuốc ăn, miếng thuốc thức ăn, là nên nó sẽ xen kẽ nhau, mình nhìn thấy giống như tuyết rơi. Rồi thuốc ứ lại hang vị, là nguyên hang vị này mình thấy thuốc ứ động, nhưng mình nó không có đi qua được bên tá tràng, đáng lẽ tới đây nó phải đi qua tá tràng, đây nó ứ, đây nó không có đi được. Rồi dạ dày giãn lớn, các bạn có thấy màu chậu đây không? Đây nè, nguyên cái cánh chậu nè, đây cũng là nguyên cánh chậu nè, cái chậu phía trên màu chậu đây, dạ dày nó đã gần tới bên rồi, thấy không? Đó. Bình thường như vậy mình chỉ gỡ khoảng trên này thôi, bây giờ nó giãn tới với màu chậu đây rồi đó. Rồi sau 24 giờ mình đi chụp lại thì vẫn còn thuốc, chứng tỏ nó không có thuốc xuống được. Khoảng 6 tiếng đồng hồ là thuốc nó đã đi, thức ăn nó đã đi khỏi dạ dày rồi. Nội soi thì mình sẽ giúp để chẩn đoán. À, bệnh nhân phải cho bệnh nhân nhịn ăn trước, đặt ống xông dạ dày để giải áp và bơm rửa cho dạ dày cho sạch, mình tìm nguyên nhân. Thì mình soi vô mình sẽ thấy dạ dày nó giãn to, máy thì qua lõm môn vị khó hoặc là không qua được do nó hẹp. À, chẩn đoán nguyên nhân mình thấy ở chỗ đó loét hay là mình nghi ngờ ung thư, mình sẽ sinh thiết. Cái kết quả sinh thiết này rất là quan trọng, nó sẽ quyết định cái phương pháp mổ của mình cho bệnh nhân. Này là mổ cắt dạ dày theo ung thư hay là mình chỉ cần cắt dạ dày mình nói vị tràng lại cho bệnh nhân theo cái bệnh lý lành tính thôi. Lành tính thì mình không cần phải cắt theo chuẩn ung thư ha. Làm nhanh hơn, dễ hơn. À, đây đây là lõm môn vị bình thường, các bạn thấy không, mềm mại. Còn đối với lại đây là lõm môn vị nó bị hẹp nè. À, sơ chai nó hẹp đây nè, cứng này nhỏ xíu, đây cũng nhỏ nè ha. À, đây là lõm môn vị nó hẹp, nó viêm, thấy nó thay đổi không, cái vị trí này nè nó viêm, nó phù này nó đỏ lên. À, rồi nguyên cái ổ này, ổ lát nó viêm, lõm môn vị ở xa xa này nên như vậy thì làm sao mà nó không gây hẹp được, đúng không? Gây hẹp ở trên toàn bộ. Rồi xét nghiệm máu thì bệnh nhân thiếu máu trắng rồi, ăn uống không được, thiếu máu, HCT tăng do cô đặc máu, do thiếu nước ha, thì cô đặc máu, rối loạn nước điện giải, kiềm chuyển hóa nãy nói rồi, tăng ure creatinine do thiếu nước đã tăng và giảm chức năng thận ha, protein albumin và albumin giảm là do bị suy dinh dưỡng. Chẩn đoán xác định khi nào, khi mà bệnh nhân có cái triệu chứng cơ năng là có thể là nôn ói sau ăn, à, hoặc là nôn thức ăn cũ ha, cái này là quan trọng nhất, nôn thức ăn cũ nè. À, triệu chứng thực tế là bụng lõm lồng thuyền, lắc ốc ách, bulgare, những X-quang thì mình thấy dạ dày giãn to, thuốc không xuống được tá tràng và ứ đọng ở dạ dày, và cuối cùng là nội soi để xác định cái nguyên nhân nó là do loét hay là do ung thư. À, điều trị thì trong giai đoạn cơ năng, giai đoạn cấp tính anh đã nói với bạn đó, mình chỉ cần điều trị nội, thuốc giảm co thắt và giảm ức chế tiết, nó sẽ làm cho cái lõm môn vị nó trở về trạng thái bình thường, lúc đó là nó không có còn hẹp nữa. Mà khi này thực thể rồi, bệnh nhân có suy kiệt rồi thì mình phải hồi sức truyền dịch truyền đạm cho bệnh nhân để nâng nâng cái động trạng cho bệnh nhân lên ký trước, đảm bảo được cục máu an toàn, sau này bệnh nhân mới hồi phục được. Suy dinh dưỡng nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề hồi phục của bệnh nhân sau mổ, ra mình phải nâng dinh dưỡng cho bệnh nhân lên cho ổn mình mới mổ được. Thì nếu mà hẹp lành tính thì mình chỉ cần, có thể một cái phương pháp nữa, người ta sẽ dùng cái ống nội soi, người ta thả vô một cái bóng bóng nó đi qua cái lỗ môn vị nó đang hẹp, nó đi qua đây
nó bung ra, năm nó bự ra. Còn đối trường hợp năm không được nữa, thì người ta mới phẫu thuật. Thì có hai phương pháp nãy anh nói em đó, là đối với hẹp môn vị mà do lành tính thì người ta cắt một phần dạ dày vị trí hẹp, người ta nói là vị tràng, hoặc là người ta không cắt luôn, người ta đem qua ruột lên, người ta nói với lại dạ dày luôn, rồi thức ăn nó sẽ đi, nếu xuống được tá tràng được thì đi, còn không có thì đi qua miệng nói cũng được, không sao hết. À. Rồi bài của anh đến đây là hết, các bạn có hỏi gì không? Dạ anh dạ. Ơi, hồi nãy anh có nói là thường những người mà suy thận hay là chạy thận nhân tạo ấy, thì thường là xuất huyết tiêu hóa trên, mà do tăng ure gì cơ chế sao vậy anh? Tại em tăng ure máu thôi, nó là do viêm dạ dày, do tăng ure huyết. Cái ure huyết cao nó tồn tại trong máu cao thì nó đến lớp niêm mạc dạ dày, nó gây hiện tượng viêm, nó kích thích lên gây hiện tượng viêm thôi, không có. Còn cái hiện tượng viêm nó là viêm xung huyết toàn bộ dạ dày, viêm xung huyết xuất huyết. Còn những cái bệnh nhân mà bị suy thận này nọ thì nguy cơ viêm loét dạ dày cao là họ sử dụng các cái thuốc và ảnh hưởng đến bao tử, hoặc là các cái do cái hội chứng ure huyết cao vậy đó. Kèm theo nữa là bệnh nhân rất là dễ bị chảy máu, là do bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo. À, cái đau trung tâm cầm máu mà khi mà ure, cái nồng độ ure trong máu nó cao, nó cũng sẽ ảnh hưởng tới chức năng đông cầm máu của bệnh nhân. À, bệnh nhân rất là bị dễ chảy máu. Còn viêm dạ dày do ure huyết cao là do cái hàm lượng, cái nồng độ ure trong máu nó cao, thì khi đến lớp niêm mạc của dạ dày nó sẽ gây kích ứng và gây viêm cái dạ dày, viêm lớp niêm mạc đó. Tại vì trong máu mình nó đi đến lớp niêm mạc, nó nuôi máu nó nuôi niêm mạc mà, máu nó nuôi thì đi đến đâu thì nhiều hợp chất đó thì sẽ lắng động ứ lại trong mô, nó sẽ gây viêm hơn. Ừ. Cảm ơn. Ừ. Nơi cho em hỏi là nói đi, hỏi trước đi. Dạ, anh ơi cho em hỏi là về biến chứng của thủng ổ loét dạ dày tá tràng á, thì tại sao vị trí thường ở tá tràng nhiều hơn ở dạ dày, nhưng mà khi lỗ thủng ở ổ loét dạ dày thì thường có kích thước lớn hơn ở tá tràng? Tại vì ổ loét dạ dày á là kích thước lớn hơn, là do cái niêm dày nó dày hơn. À, khi mà nó dày hơn thì mức độ tổn thương ổ loét á nó sẽ chậm hơn so với thủng dạ dày. Các bạn hiểu không? Ô thủng tá tràng nó mỏng, thành ra khi mà nó mới có ở một cái diện tích nhất định đó thì nó đã thủng rồi. Còn đối với dạ dày khi mà càng loét thì nó ứ động dịch nó càng nhiều, loét nó sẽ bị lõm xuống, em hiểu không? Lõm xuống vậy nó sẽ ứ động dịch vị nhiều hơn, và khi ứ động dịch vị nhiều hơn á thì cái thời gian ứ động dịch vị của thằng nào lâu hơn thì ổ loét nó sẽ rộng hơn, nó tổn thương ổ loét rộng hơn. Còn cái ông kia cùng một cái diện tích đó mà nó nhiều đó là đã đi thủng rồi, còn ngược lại ông dày hơn, dạ dày nó rất là dày hơn gần gấp đôi cái độ dày thành của tá tràng, thành ra cái thời gian mà để ứ động ổ loét nó sẽ lâu hơn, và lúc đó cái diện tích ổ loét nó sẽ lan rộng hơn. Dạ em cảm ơn. Bạn nào có hỏi cái trên chat nè, bạn nào hỏi là anh nói lại giùm em phân biệt hẹp cơ và hẹp thực thể. Hẹp cơ năng là hẹp cấp tính, có nghĩa là giai đoạn sớm khi mà bệnh nhân bị viêm loét dạ dày tá tràng ở giai đoạn cấp tính, nghĩa là nó phù nề thôi, cái lỗ môn vị nó phù xung quanh, nó gây hẹp lỗ môn vị là do hiện tượng viêm nó làm cho lỗ môn vị nó bị phù nề lên, thì nó gọi là hẹp cơ năng. Nhưng mà sau quá trình phù nề, nếu mình không điều trị, nó sẽ tiến hành sang loét. Khi loét nó sẽ tạo thành các cái mô sơ chai ở đó, người ta gọi đó là hẹp thực thể. Rồi, bạn nào hỏi gì nữa không? Anh ơi, vậy là cái hẹp cơ năng với hẹp thực thể mình không có phân biệt bằng triệu chứng lâm sàng mà mình phải dựa vào nội soi hả?
Đúng rồi em, hẹp cơ năng và thực thể thì ít khi nào mà phân biệt được lâm sàng. Lâm sàng người ta chỉ biết được là cái này là có hẹp. Thường lâm sàng bệnh nhân đến với mình là thường đã vô giai đoạn muộn rồi, có nôn ói này nọ, mà sớm ở giai đoạn sớm của cái hẹp mô vị do loét dạ dày tá tràng thường là cái giai đoạn của viêm loét dạ dày tá tràng. Và khi giai đoạn viêm loét dạ dày tá tràng người ta đi vô có triệu chứng của viêm loét dạ dày tá tràng, người ta đến người ta khám thì lúc đó mình nội soi cho mình thấy cái lỗ mô vị nó phù nề, nó hẹp. Còn bản thân cái bệnh hẹp mô vị mà để cho tới bệnh viện thì thường là giai đoạn muộn hết rồi. À, thành ra lúc đó đó thì nó lại khó cái là mình sẽ không có chẩn đoán được sớm giai đoạn sớm cho bệnh nhân. Mà ra cái triệu chứng mà trên về mặt lâm sàng thì hầu như ít ai có thể phát hiện hẹp mô vị ở giai đoạn hẹp mô vị thực thể đó, nghĩa là do tổn thương do viêm loét dạ dày tá tràng mà do viêm sơ chai thì ít khi có, mà thường là bệnh nhân phải có triệu chứng thì mình mới vô. Còn mà bệnh nhân ở cái giai đoạn mà đang phù nề cái lỗ mô vị thì nó lại nằm ở bên cái phần là của viêm dạ dày tá tràng nhiều hơn. Nếu không có câu hỏi gì thì mình kết thúc lớp ở đây ha, để các lớp khác họ còn học cái tài khoản này, các bạn còn học lớp tiếp theo nữa. Rồi tạm biệt các bạn. Tiếp theo các bạn học sẽ là bài ung thư dạ dày đó nha.